chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa xăng đá đến từ thương hiệu Zoro các anh nhá. Một mẫu bật lửa xăng đá cực kỳ là độc và lạ luôn, rất là ấn tượng luôn các anh nhá. Với mã hàng là Z559, mã sản phẩm để em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Wow, các anh có thể quan sát thì chiếc bật lửa của chúng ta đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và rất là độc lạ luôn. Bộ sản phẩm đi kèm của chúng ta bao gồm một bộ giấy tờ của hãng cũng như là một cây chổi vệ sinh để các anh có thể vệ sinh được. Khi mà mình sử dụng lâu ngày chiếc bật lửa bám nguội thì mình có thể vệ sinh cực kỳ là đơn giản luôn các anh nha. Và được tặng kèm thiếu 3, 4, 5 viên đá. Các anh có thể sử dụng được đến cả năm trời đấy ạ. Mình chỉ cần mua thêm bình xăng là mình có thể sử dụng rất là ok rồi các anh nha. Cực kỳ là tuyệt luôn. Tiếp theo thì em sẽ đi đến chiếc bật lửa của chúng ta các anh nha. Một mẫu bật lửa màu vàng bóng rất là đẹp luôn. Vàng bóng cực kỳ là đẹp luôn các anh nha. Chất liệu rất là tuyệt vời. Wow, mẫu này thì kiểu đánh lửa rất là lạ các anh nha. Kiểu đánh lửa rất là lạ. Các anh có thể quan sát thấy ạ. Kiểu đánh lửa cực kỳ là lạ luôn. Và rất là nhạy lửa các anh nhá, rất là nhạy lửa luôn. Trên tay em đang là phiên bản màu vàng bóng các anh nhá. Mẫu này thì mình có rất là nhiều phiên bản màu để các anh có thể lựa chọn. Ví dụ như phiên bản màu vàng bóng trên tay em, hoặc là màu xanh, xám, ghi, đen, ngũ sắc, hoặc là màu vàng bụi các anh nhá. Có rất là nhiều màu sắc để các anh lựa chọn. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh có thể lưu ý các bạn nhân viên bên em để giao cho các anh đúng màu, đúng mẫu mà các anh yêu cầu nhá. Phần đá lửa ở chỗ này được thiết kế một cái họa tiết xoáy rất là ấn tượng luôn đúng không ạ? Một điểm nhấn cho chiếc bật lửa của chúng ta cực kỳ là ấn tượng luôn các anh nha. Kiểu đánh lửa rất là lạ luôn. Kiểu đánh lửa rất là lạ luôn đúng không ạ? Rất là lạ. Ở phần này thì chúng ta có một trục bấc tránh hao xăng qua đường bấc các anh nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Mẫu này thì mình sử dụng xăng đá chung với Zippo, rất là dễ dàng thay thế cũng như là tìm kiếm khi hết luôn. Khi hết thì mình chỉ cần rút phần ruột ra thôi các anh nhá. Cực kỳ là dày dặn luôn đúng không ạ? Mình chỉ cần rút phần ruột ra và mình đổ xăng vào phần này giúp em nhé. Và thay đá thì các anh thay đá ở đây, rất là dễ dàng luôn. Ở phần này thì chúng ta được tích hợp thêm một gioăng giúp các anh có thể giữ kín xăng hơn. Rất là tốt luôn các anh nha. Một mẫu bật lửa cực kỳ độc, cực kỳ lạ. Các anh đam mê lửa chắc chắn là không thể bỏ lỡ được rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Với thiết kế rất là độc lạ cũng như là cực kỳ bền bỉ luôn. Một mẫu bật lửa rất là đáng mua trong tầm giá cực kỳ là bình dân các anh nha. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.